Chào cả nhà, lâu rồi chưa chia sẻ video cái cây nho mà nương trồng từ hạt cho cả nhà, thì hôm nay mình quay lại cho cả nhà coi cây nho này nó lớn như thế nào rồi ha. Thì kể từ ngày mà mình ăn trái nho rồi mình lấy hột mình ủ trong khăn giấy ướt á, mình có chia sẻ video trước rồi ha. Thì nay cây nho của mình sau nay là được tròn 6 tháng rồi cả nhà, thì nó lớn được như vậy ha. Đó, mặc dù là mình cũng không có chăm sóc gì nhiều, cây thì nó cũng phát triển rất là tốt. Còn đây là những cái cây mà hoa nhài mình cũng cắm nhánh lên, và đây là cái cốc này cốc Thái mình ươm trồng từ hạt đó, có một chùm trái thương cả nhà. Cây cốc Thái thì nó rất là nhanh có trái nha cả nhà, ươm trồng từ hạt thì cả nhà trồng cũng có mấy tháng là có trái à, cây nó nhỏ nhỏ vậy là có trái rồi đó. Còn đây cả nhà biết cây gì không ạ? Đây là cây tắc cẩm thạch, có nơi thì gọi là cây quất ha, còn trong miền Nam mình hay gọi là cây tắc cẩm thạch. Thì cái lá của nó đó, nó có những cái đốm trắng nên người ta đặt tên nó là cây tắc cẩm thạch. Và đồng thời á, là cái trái nó, cả nhà thấy cũng ngộ không, cái trái nó sọc sọc trắng rất là dễ thương luôn. Mà đặc biệt á, là mình trồng cây cây tắc cẩm thạch này á, là mình thấy cây này nó có trái suốt luôn nha cả nhà. Cả nhà thấy trên cây này là có 3 đợt trái, một đợt trái bự, một đợt trái non, rồi đợt bông nè, đây là trái non ha, rồi nó ra bông rồi nó lại tiếp ra nụ. Cây này á, theo mình thấy là nó có quanh năm luôn, có suốt trái luôn ha, cứ hết đợt này thì nó có đợt khác. Cái hoa nó 5 cánh rất là xinh. Thì trồng cái cây tắc hay cây quýt hay cây bưởi gì cả nhà, nó hay cái bị cái bệnh là sâu dễ bùa với lại xoắn xoắn cái lá như vậy ha. Thì một là mình có thể ngắt bỏ những cái lá đó đi, mình bỏ ra xa. Hai là mình có thể là mình xịt cái nước rửa chén pha loãng như đợt trước mình có chia sẻ ha, thì cây cũng sẽ hết bệnh. Ở đây mình thu hoạch được một dĩa tắc cẩm thạch rồi, thì mình dự định mang vô, mình sẽ pha với lại nước mật ong, pha với mật ong uống. Còn cái hạt thì mình sẽ ươm trồng và chia sẻ cho cả nhà coi cho vui. Rồi giờ chào tạm biệt cả nhà nha.